Bây giờ ấy, tôi nhìn thấy Hà Nội đây, tôi chỉ muốn lột sạch hết thôi. Nóng như thế này thì Giáng Sơn Tùng nói được chẳng làm được. Mặc áo lông kêu nóng muốn lột hết, mà hát mấy bài mọi thứ vẫn nguyên si. Có lẽ giờ này nhiều dân quẩy đắm mình trong âm nhạc của siêu sự kiện tối qua tại Hà Nội vẫn say giấc nồng vì quá phê. Tuy nhiên, mình vẫn xin phép bày tỏ lên sự thất vọng của bản thân về người anh mang tên Sơn Tùng. Điều thứ nhất, rõ ràng đây là sự kiện đầu tiên mà anh em Thái Bình Mono Sơn Tùng đi chung, thế mà chẳng song ca lấy một bài. Tuy nhiên, nhạc đẹp trai lại sung nên vấn đề ấy xin bỏ qua. Vấn đề nhức nhối hơn sau đó là việc Sơn Tùng diện áo lông lên biểu diễn, nhiệt thôi rồi, cháy hết mình, thế mà anh nói nhìn thấy Hà Nội, nhìn thấy độ khét của người hâm mộ, anh chỉ muốn lột hết. Ấy thế mà các sky đứng dưới chờ dài cổ, gã nhiệt tình, nhưng hát hết mấy bài, Sơn Tùng vẫn không lột gì, đai áo lông vẫn vững chãi trên vòng eo. Thế là sao ta? Là bị Sơn Tùng lừa đúng không các bà? Ca sĩ hàng đầu Việt Nam mà nói được chẳng làm được, buồn ghê cơ.